Không thể bỏ ra một số tiền quá nhiều nhưng mà vẫn muốn một chiếc màn hình mà vừa gaming được này, vừa học tập ở trên trường, lại làm việc ở trên công ty nữa. Tại sao bây giờ lại tiêu chuẩn kép như thế nhở? Nhưng mà nếu mà các bạn đã bấm vào title của video này vì muốn tìm một chiếc màn hình như vậy, thì ngày hôm nay Hacom sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc màn hình giá cả siêu hời mà có thể làm được nhiều tác vụ như mà mình vừa nêu trên. Cùng mình tìm hiểu AOC Q27B3CF2 nhé. Chúng mình sẽ có 3 phần nhé, đó là thông số kỹ thuật, thiết kế và trải nghiệm cá nhân của mình. Chúng mình điểm qua một chút về thông số kỹ thuật của em màn hình này nhé. Có kích thước 27 inch này, độ phân giải 2K 2560x1440, có tấm nền IPS, độ sáng 350 nits, tần số quét 100Hz, thời gian phản hồi 1ms và có hỗ trợ USB Type-C nhé. Với phần thông số này thì mình đánh giá là nó ngon, nó ấn tượng so với mức giá đề xuất của hãng đang là hơn 4 triệu. Thật sự là nếu mà các bạn tìm nhá, hơn 4 triệu mà có thể có được một cái màn hình 27 inch QHD là ngon nhất trong tầm giá. À đâu, mình sẽ nói là ngon tốt trong tầm giá luôn rồi. Và như các bạn đã biết thì Type-C đang là chuẩn sạc nhanh phổ thông ở hiện nay rồi đúng không? Bọn mình có sạc laptop này, Mac này hay là bây giờ cả iPhone 15 thì người ta cũng đều dùng Type-C hết rồi. Và có lẽ là để nắm bắt xu hướng thì AOC cũng đã tung ra mẫu sản phẩm màn hình này có tích hợp cổng USB-C 65W. Điều này sẽ giúp cho người dùng mở rộng được cái không gian hơn rất là nhiều này, giúp ích được hơn rất là nhiều cho các công việc hàng ngày của bọn mình nữa. Màn hình 27 inch 2K, mình thấy đây là một cái thông số hợp lý, phục vụ cho cực kỳ nhiều mục đích của người dùng luôn. Các bạn muốn nó trở thành một màn hình chính của mình cũng được, vì 27 inch 2K mà, màn hình sẽ đủ sắc nét này, nhìn gần cũng khó để mà nhìn thấy rõ ấy. Hay là các bạn muốn nó trở thành một cái màn hình phụ của mình thì cũng đều ok. Độ sáng cũng chính là một trong những điểm sáng của em này luôn. Tại vì với mức giá đề xuất như vậy mà có độ sáng là 350 nits thì khá là thoải mái và cực kỳ ok rồi đúng không? Phần 2 chính là về phần thiết kế của em bé này. Và mình tin là nó sẽ là gu của những bạn nào mà thích sự đơn giản này, sự nhẹ nhàng, thanh lịch thôi. Và nếu như mà trước đó thì mình cũng sẽ thích những chiếc màn hình mà nó nhiều chi tiết một chút, trông sao nó phải thật là kiểu ấn tượng, thật là hầm hố. Nhưng mà đến bây giờ để mà sử dụng, để mà mua một chiếc màn hình về ấy, thì mình vẫn tin theo cái tiêu chí đó là Simple is the best. Thế nên đây sẽ là một sự lựa chọn cực kỳ hợp lý luôn. Chiếc màn hình này sẽ được bao phủ bởi một màu đen nhám. Thiết kế của em nó thì sẽ tràn viền ba cạnh nhá. Khi mà sử dụng thực tế thì chúng mình sẽ có cảm giác là mình đang sở hữu một cái không gian nó rộng lớn hơn này, mình thỏa sức giải trí, sáng tạo hay là làm việc. Và có một cái nữa đấy là việc thiết lập đa màn hình cho các bạn mà sử dụng đa tác vụ cùng lúc cũng trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều. Phần chân đế của em nó thì được thiết kế theo hình tròn này, mình cảm nhận là nó cũng bằng nhựa thôi nhưng mà chắc chắn phết đấy nhá. Và chiếc màn hình này thì cũng có thể là nâng lên, hạ xuống và điều chỉnh độ nghiêng được nữa. Và bọn mình sẽ đến với phần 3, đó là trải nghiệm cá nhân của mình. Đúng là trải nghiệm thực tế thì nó vẫn hơn đúng không? Mình đã được sử dụng khá là nhiều các dòng màn hình khác nhau rồi, nhưng nếu để mình chọn ngay ở thời điểm hiện tại mà mình mua một con màn hình nào đấy thì chắc chắn sẽ là em Q27B3CF2 này. Tại vì sao thì mình cũng đã đề cập ở trên rồi nhá. Mức giá đề xuất cực kỳ tốt luôn, mà mình có thể có những cái thông số đặc biệt gọi là ấn tượng như thế này, mà nó cũng có thể đáp ứng được nhiều tác vụ cho mình. Từ cái việc là màn hình có chất lượng hiển thị tốt như vậy thì mình có thể làm việc được hiệu quả hơn này. Hoặc là nếu mà mình muốn chơi game thì có tần số quét là 100Hz và thời gian phản hồi là 1ms thì nó cũng hoàn toàn đáp ứng được tốt luôn. Và đặc biệt là từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 5 tháng 5 năm 2024, khi mà các bạn mua sản phẩm này tại Hacom thì sẽ được tặng kèm giá treo màn hình của AOC luôn. Nhưng mà phần quà thì có giới hạn, nên là nếu quan tâm đến sản phẩm này thì hãy đến Hacom ngay nhé. Còn bây giờ thì bye bye!